OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hiện tại thì đang có trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và đội tuyển Thái Lan, thì có lẽ là cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả các anh chị chúng ta đang ngồi trước màn hình để cùng xem trận đấu này. Thì đây là một trận đấu rất hay. Hùng Lê cũng đã vừa xem xong, cũng là gần hết hiệp 1, thì coi như là cũng là trùng với buổi tối ngày thứ bảy, tức là bình thường thì Hùng Lê sẽ làm bản điểm tin vào tối ngày thứ sáu. Tuy nhiên là có một vài lý do thì Hùng Lê sẽ chuyển cái lịch làm bản tin phân tích định hướng tình hình thị trường ở trong tuần vào tối ngày thứ bảy, và do đó thì Hùng cũng thông báo lại cái lịch để cho anh chị cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tiện để theo dõi. Thế thì buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng như thường lệ, chúng ta sẽ phân tích tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc cạnh, một vài cái định hướng để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có được những cái định hướng, có được những cái định hướng tốt nhất trong cái chiến lược giao dịch đối với thị trường trong tuần tới. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích tổng quan tình hình thị trường trong tuần vừa qua, thì Hùng Lê sẽ điểm qua một vài thông tin mà liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô cũng như một số các cái yếu tố về chính trị ở trong nước. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần vừa qua thì có thông tin là bắt ông Trần Bắc Hà, nguyên là chủ tịch BIDV. Thì cái thông tin này thì thực ra nó đã có từ khoảng tầm 2 năm trước, và khi ông Trần Bắc Hà về hưu thì đã có những cái thông tin đồn đoán xung quanh cái việc bắt bớ, và đến ngày hôm nay thì mới cái câu chuyện đó nó mới là chính thức, chính thống. Thế còn cái việc là cùi lửa thì có lẽ là chúng ta cũng đã biết được những cái sự việc này cách đây 2 năm. Và một điều chúng ta cũng dễ dàng chúng ta nhận thấy một cái sự khác biệt, đấy là ngày xưa ví dụ như lúc Bầu Kiên bị bắt thì đấy là một cái tình huống hết sức là bất ngờ, và gần như không có bất cứ một thông tin nào liên quan đến cái sự việc như thế, dẫn đến là thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường tài chính Việt Nam đã có những cái phiên giao dịch hết sức là khủng hoảng. Và rõ ràng một điều là cái việc bắt bớ hay là cái việc mà một số các đồng chí nguyên là lãnh đạo hoặc nguyên làm các cái tổ chức khác và bị bắt, thì cái câu chuyện đó nó cũng không còn là mới lạ đối với cộng đồng nhà đầu tư. Và những cái câu chuyện đó nó cũng không, tức là ngày xưa thì nó chưa từng có trong tiền lệ, và còn đến bây giờ thì có lẽ là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng đã chứng kiến khá là nhiều những cái câu chuyện bắt bớ. Thì cũng rất là may là sau cái thông tin đó đăng tải thì thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta phản ứng nó cũng khá là tốt, và thậm chí là cổ phiếu BIDV của chúng ta đã không không những là không giảm mà cổ phiếu còn tăng nhẹ. Và cổ phiếu BIDV thì nó liên quan đến một hàng loạt các cái doanh nghiệp khác. Như các bạn cũng biết là ví dụ như BIDV đang cho những đối tác nào vay tiền rất là nhiều, ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Hoàng Anh Gia Lai đã có một cái mức giảm. Đây Hùng có thể bật bật tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích chi tiết, nhưng mà nó có những cái tác động nhất định. Tức là khi mà Hùng đã có phân tích cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai, và Hùng nghĩ là theo những cái phân tích kỳ vọng của mình thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một cái nhịp tăng rất là tốt. Tuy nhiên là xung quanh cái việc lình xình giữa việc là nguyên chủ tịch Trần Bắc Hà bắt, thì dẫn đến là cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có những cái tác động hết sức là tiêu cực. Và rõ ràng là khi mà trong phiên thứ sáu tuần vừa rồi, đúng không ạ, thì khi mà cổ phiếu BIDV đã có phản ứng khá là tốt với thị trường, thì cổ phiếu này cũng đã có một cái nhịp hồi phục tăng trở lại. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và chúng ta sẽ phân tích ở đoạn sau. Và cái việc thứ hai nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến một một cái yếu tố, đấy là giá dầu. Thì chúng ta thấy rằng là giá dầu thế giới đang có một mức sụt giảm khá là nghiêm trọng, và hiện tại đến ngày hôm nay thì đâu đó nó chỉ còn lại có 50 dầu WTI, thì đang chỉ còn lại có năm khoảng tầm 50 USD trên một thùng. Thì như thế là một cái mức sụt giảm khá là mạnh, và cái việc sụt giảm này thì nó có rất là nhiều các cái lý do, và
Một cái điều tích cực nhất đấy là giá dầu của chúng ta đang có, giá dầu thế giới đang có những cái mức hồi phục. Thì cái sự hồi phục này có thể giải thích được đấy là đây, các bạn có thể lên trang Investing có thể xem đấy là khi mà Nga đã có những cái động thái đồng ý về giảm cái sản lượng trước cái thềm của cuộc họp về OPEC họp tại Venezuela. Đó thì là với một cái động thái như thế thì chúng ta cũng thể kỳ vọng rằng là giá dầu sẽ ổn định trở lại, và lúc đó thì nó sẽ có những cái thông tin tích cực tác động lên nhóm ngành dầu khí. Một cái việc thứ ba nữa là những cái động thái tăng lãi suất của Fed ở trong những tuần gần đây, thì rõ ràng hiện tại thì là sau khi nhóm họp một vài lần thì Fed vẫn chưa quyết định tăng lãi suất, nhưng mà cái thông tin rằng Fed sẽ họp và sẽ dự kiến sẽ tăng lãi suất trong một cái thời gian tới thì cái đó nó nằm ở trong cái kế hoạch của Fed. Tuy nhiên là việc mà Fed sẽ tăng lãi suất ở thời điểm nào thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có thông tin, và việc mà khi mà Fed mà tăng lãi suất thì sẽ dẫn đến là giá vàng của chúng ta sẽ giảm và đồng USD sẽ mạnh lên. Và cái việc này thì đối với các anh chị mà giao dịch Forex thì chúng ta cũng có thể quan tâm đến thông tin này, bởi vì là rõ ràng ở trên Forex thì vàng và những cái đồng tiền tệ ví dụ như là USD trên UC, UK hoặc là AU đấy, thì những cái cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ lưu tâm đến cái việc là sự mạnh lên của đồng USD và sự giảm giá của giá vàng, để chúng ta cũng có thể là có được những cái định hướng phân tích và có những định hướng giao dịch. Một cái ý tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể là theo dõi ở trên các cái diễn đàn, tức là việc mà ngành thép của Việt Nam đang bị áp những cái mức thuế đối với đây chiến tranh thương mại, các bạn có thể xem ở đây thì những cái mức thuế mà áp thuế 25% vào khu vực Mỹ có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018, và trong khi đó thì là những cái đơn hàng lớn từ EU thì đang tìm đến những cái doanh nghiệp nhựa khi mà cái giá trị của ngành nhựa, cái giá trị nguyên vật liệu đầu vào của nhựa đã giảm tới 20%. Thì rõ ràng một việc đấy là cái việc mà nguồn cung khi mà các cái tập đoàn lớn sản xuất thép ở trong nước của chúng ta tăng cái công suất, ví dụ như Hòa Phát xây dựng thêm các cái nhà máy phôi thép ở Ninh Thuận vân vân, và ví dụ như Hoa Sen hoặc một số các cái ngành thép khác, thì và cùng với đó là sự đổ bộ của các nhà máy về thép của Formosa, các cái nhà máy thép của Trung Quốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam, thì đấy cũng là những yếu tố mà thách thức đối với thị trường thép. Và rõ ràng một điều là các cái con số thống kê hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là thép đang bị dư cung, và rõ ràng khi thép đã bị dư cung thì đó là những cái điều mà sẽ là một bức tranh không thực sự tươi sáng đối với ngành thép. Nói chung thì những cái cổ phiếu về ngành thép ví dụ như là Hòa Phát, ví dụ như là Nam Kim, ví dụ như là Hoa Sen, thì đấy là những cái cổ phiếu điển hình của ngành thép thì chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm. Những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cũng phải cần có những cái tiên lượng về những cái đường đi sắp tới của những cái mã cổ phiếu này, thì tí nữa Hùng Lê sẽ đi vào phân tích chi tiết. Một cái ý tiếp theo nữa là chúng ta thấy rằng là ngành dệt may và ngành thủy sản đã có một cái mức tăng rất là ấn tượng trong thời gian vừa qua, và cũng có rất nhiều các anh chị cũng có comment và có gọi điện và hỏi Hùng Lê rằng là bây giờ có mua được dòng thủy sản và dòng dệt may nữa hay không. Một số các anh chị của chúng ta vẫn nhìn thấy những cái nhịp bull trap của những mã cổ phiếu này, và chúng ta vẫn tiếp tục đua lệnh vào, và rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể thấy rằng những cái thất bại hoặc là những ít nhất là trong yếu tố khi T3 về thì những cái mã cổ phiếu về dệt may hoặc là về thủy sản thì chúng đã có một cái mức giảm tương đối là lớn và gây những cái thiệt hại đầu tiên cho nhà đầu tư. Thì đối với hai nhóm ngành này thì nếu những anh chị nào chúng ta đang còn nắm giữ thì chúng ta cũng xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng và thậm chí là bán tất toán để chốt chốt lợi nhuận để chuyển sang những cái nhóm ngành mới, bởi vì là khi một cái dòng đã có một cái mức tăng hết sức là ấn tượng trong thời gian vừa qua thì không có lý do gì là nhà đầu tư người ta lại sẽ chốt lời, và thậm chí là những cái nhà đầu tư tổ chức người ta đã gom ở cái vùng giá rất là thấp, người ta gom trước rồi thì bây giờ là người ta đang phân phối dần cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta thì thường là cứ thấy cổ phiếu khi lên mạnh rồi thì vẫn cứ đua theo, thì đấy là một cái tín hiệu
rất là nguy hiểm. Thì ông Lê có cảnh báo với quý anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ngành dệt may và ngành thủy sản, chúng ta cũng xem xét để hạ dần tỷ trọng. Thêm một 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 cái yếu tố nữa, đấy là vào phiên ngày 30 tháng 1 thì 30 tháng 11 thì một số anh chị có hỏi là Hùng ơi tại sao cuối phiên lại sụt giảm nhiều như thế, và lại lại có thì cái điều này thì các anh chị cũng lưu ý, đấy là những ngày cuối tháng thì thường quỹ quỹ nội sẽ chốt quỹ, và khi các quỹ nội chốt và cơ cấu NVA thì rõ ràng là có những cái lượng mua bán rất là lớn, và thậm chí là cổ phiếu đang đỏ chuyển thành xanh và đang xanh chuyển thành đỏ. Đấy là câu chuyện bình thường của những ngày mà chốt quỹ, và sau khi chốt quỹ xong thì thị trường của chúng ta có lẽ là sẽ có những cái bước mà nó sẽ ổn định hơn ở trong tuần tới. Thì đó là một vài những cái thông tin Hùng Lê cung cấp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta để chúng ta có những cái định hướng tiên lượng về các cái nhóm ngành. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích lại toàn bộ tổng quan tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ nhìn ở tổng quan ở trên bây giờ trong bản tin ngày hôm nay. Thì Hùng sẽ để ở biểu đồ nến tuần để Hùng sẽ có những cái phân tích góc cạnh để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có hình dung một cái góc dài hơn về thị trường. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi cổ phiếu họ nhà VIX. Thì có lẽ là trong tuần vừa qua VIX đã có những cái tác động khá là tích cực để ủng hộ cho xu thế của thị trường. Và trong phiên thứ sáu thì chúng ta thấy rằng khi VIX bị giảm một cái điểm rất là mạnh, thì rõ ràng là khi VIX giảm như thế thì thị trường của chúng ta sẽ cũng bị đai theo. Đó, tạo thành một cái hiệu ứng tâm lý ở trên thị trường rất là xấu. Tuy nhiên là khi mà cuối phiên VIX có một cái nhịp hồi phục thì thị trường của chúng ta sẽ giảm một cái mức rất là thấp. Thì với những tín hiệu tại của VIX thì hiện tại là chúng ta thấy rằng VIX đang thể hiện một cái tín hiệu khá là tích cực. Tuy nhiên đối với cổ phiếu này thì khi VIX đã quay về vùng 100, tức là cái vùng phân phối của VIX ở đây, thì chúng ta cũng không 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 tham gia cổ phiếu này, và VIX thì vẫn là một cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường. Vinhome. Đối với cổ phiếu Vinhome thì Vinhome đang có những tuần sau khi mà có những tuần giảm mạnh sau khi mà Vinhome chia cổ tức, thì Vinhome đang có những tuần giao dịch hết sức là tích cực và lấy lại những cái điểm số, gần như lấy lại những cái điểm số đã mất ở trước đó. Và Vinhome thì đang có một cái tuần cũng là một so với tuần trước, thì Vinhome hiện tại đang tăng giá, và với những cái nhịp hiện tại, với cái động lực tăng giá hiện tại của Vinhome thì khả năng là Vinhome sẽ tiệm cận về vùng giá 83. Đây là một cái vùng nền mà trước khi ở cái vùng nền này tích lũy thì Vinhome đã rơi, thì với những tín hiệu hiện tại tích cực thì Vinhome khả năng cao thì Vinhome sẽ vẫn phải tăng giá và sẽ phải vẫn là một cái cầu lực đỡ để giúp cho thị trường của chúng ta tiếp tục có những cái nhịp tăng tiếp theo. Đối với cổ phiếu VRE, VRE thì đây là cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị cho tất cả các anh chị nhà đầu tư. Thì đối với VRE thì sau này Hùng sẽ có một bản tin phân tích chi tiết về mã cổ phiếu này, một bản tin phân tích chi tiết. Và đối với cổ phiếu VRE thì Hùng khuyến nghị là các anh chị có thể đầu tư lâu dài đối với cổ phiếu này. Bởi vì cái nền giá hiện tại của VRE nó đang ở nền giá từ 28 đến nền giá 30. Và với nền giá này thì chúng ta có thể cơ cấu để chúng ta đầu tư một cái nhịp đầu tư trung và dài hạn đối với cổ phiếu này. Và tại sao Hùng lại nói là cổ phiếu này thì chúng ta có thể đầu tư được như thế? Các anh chị, đây Hùng sẽ lật lại VIX. VIX có một cái nền tích lũy sau khi mà trước khi mà VIX chạy từ một cái nền giá 40 lên đến nền giá 100 thì VIX đã có một cái nền tích lũy dài cũng quanh vùng giá 35 40, thì đấy là một cái nền tích lũy dài của VIX. Và rõ ràng đối với VRE thì các anh chị cũng có thể xem các cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu này. Và rõ ràng một điều là đối với VIX hay Vinhome hay là VRE thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà hết sức là tiềm năng, bởi vì là VIX thì nó đã chạy hết sóng, và Vinhome thì là một cái cổ phiếu nó mang tính dành cho các nhà đầu tư tổ chức lớn. Còn đối với cổ phiếu VRE, Hùng Lê đánh giá rằng là một cổ phiếu mà chúng ta có thể tham gia nắm giữ và đầu tư ở vùng giá từ 28 đến vùng giá 30. Đây là một cái vùng nền mà rõ ràng là từ lúc lên sàn và đến đến thời điểm hiện tại thì
cổ phiếu này sẽ cần một quãng thời gian, tức là sau khi lên sàn thì sẽ cần một quãng thời gian để tích lũy, để những cái lượng hàng còn rơi vãi ở đâu đó thì sẽ có những cái tay to tay lớn là người ta sẽ gom dần những cổ phiếu mà cơ bản tốt. Với những tín hiệu hiện tại thì rõ ràng là trong tuần thì VRE lại thể hiện một cái nến khá là xấu. Tuy nhiên với việc là VRE chúng ta có thể đầu tư trung và dài hạn thì chúng ta hoàn toàn không có lo những cái tín hiệu ngắn hạn đối với VRE. Chúng ta cùng đi một số các cái cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí, đầu tiên là GAP. Thì đối với GAP thì Hùng đã phân tích ở rất nhiều các cái bản tin tuần. Thì GAP sau khi mà tạo thành mô hình hai đỉnh ở đây thì GAP đang bước vào một cái chu kỳ giảm giá. Và đối với GAP thì Hùng vẫn bảo lưu quan điểm là GAP sẽ có một vài tình tức một tuần trước là một cái tuần tích lũy lình xình ở quanh vùng giá 90. 90 và GAP sẽ tiếp tục rơi về khả năng là cái điểm cao là GAP sẽ rơi về vùng giá 80 đến vùng giá 82. Và tại vùng giá này thì GAP sẽ tích lũy lại và khi đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tín hiệu tiếp theo để chúng ta có thể để có thể là chúng ta sẽ phân tích và định hướng những cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu này. Đối với PLX thì Hùng đánh giá rằng vùng giá từ 56.5 đến vùng giá 57 và vùng giá 58. Đây là những cái vùng giá mà PLX đang tạo nền. tạo tạo nền ở trong cái nhịp này và khả năng là PLX sẽ tạo thành cái mô hình ba đáy ở đây. Một điều đáng lưu ý hiện tại là chúng ta thấy rằng là thanh khoản là một cái điều mà chúng ta thấy rằng hiện tại thì PLX đang ở mức cạn kiệt và tín hiệu về dòng tiền thì đang ở gọi là ở vùng đáy, dòng tiền đang hết sức là cạn kiệt rồi. Thì với PLX thì các anh chị của chúng ta hoàn toàn có thể cơ cấu ở vùng giá từ 56.5 đến vùng giá 58. Đấy là vùng nền mà khi mà chỉ cần giá dầu thế giới phục hồi thì những cái mã cổ phiếu như là PLX hoặc là tí nữa thì cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác thì dòng dầu khí của chúng ta sẽ là một trong những cái dòng mà giúp cho thị trường của chúng ta ổn định và tăng giá. BSR. Đối với BSR thì hiện tại BSR đang ở cái nền giá cùng đánh giá nền giá 14. Từ khi lên lúc lên sàn thì BSR đã có một nhịp giảm chạm về vùng đáy 14 và sau đó BSR có một nhịp tăng từ vùng 14 lên vùng giá đạt được vùng giá cao nhất ở khoảng vùng giá 21.3. Và từ vùng 21.3 thì BSR đã có một nhịp giảm và chúng ta thấy rằng hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như PLX thì BSR đang hiện tại đang cạn kiệt về thanh khoản và đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ cần theo dõi thêm để chúng ta chờ những cái tín hiệu tiếp theo tích lũy ở vùng nền quanh vùng nền giá 14 đến vùng nền giá 14.5. Đây là vùng nền tích lũy của BSR và nó cũng song trùng với cái việc là khi mà giá dầu phục hồi thì đây sẽ là những cái mã cổ phiếu dầu khí sẽ ngay lập tức sẽ bật lên. Oil hoàn toàn tương tự như BSR thì oil ở vùng giá 13.5 đến vùng giá 14 cũng đang là một cái nền hỗ trợ khá là cứng của cổ phiếu này. Khá là cứng bởi vì tại sao ông lại bảo khá là cứng, bởi vì đây là một cái nền hỗ trợ từ lúc cổ phiếu này lên sàn, thì chúng ta cũng chỉ phân tích được dữ liệu từ lúc cổ phiếu này lên sàn. Với những tín hiệu hiện tại của oil thì chúng ta cũng thấy rằng là khối lượng dòng tiền cũng đã cạn kiệt và chúng ta cũng sẽ phải chờ thêm oil. Khả năng thì oil sẽ tích lũy ở quanh cái vùng nền từ 13.5 đến vùng nền 14 trước khi mà oil phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. POVK. Đối với POVK thì chúng ta POVK xin lỗi là bị nhầm. POVK. Pao. Đối với Pao thì Pao đang có câu chuyện riêng của nó, đấy là câu chuyện về chuyển sàn. Thì cái việc chuyển sàn hay không thì Hùng Lê đánh giá đấy là những cái câu chuyện nó mang tính chất gọi là game thôi, chứ còn cái việc nó chuyển sàn hay không chuyển sàn thì đấy cũng không phải mấu chốt vấn đề, nó cũng không phải là lớn, mà đấy là những câu chuyện game của những cái cá mập, của những cái tay to nó tạo dựng nên để cuốn hút những
cái sự quan tâm ở trên thị trường và để hướng những dòng tiền đầu tư của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cổ phiếu. Còn đối với hiện tại, những tín hiệu hiện tại của POVK thì đang tích cực hơn cả so với những cổ phiếu ngành dầu khí, khi mà POVK đã có đến 2 tuần tích lũy, đây 2 tuần tích lũy ở quanh khoảng vùng giá từ 13.5, và sau đó thì POVK đã có 3 tuần tăng giá, 3 tuần tăng giá. Thì với những tín hiệu hiện tại của POVK thì chúng ta không nên tham gia mua đuổi, chúng ta không nên tham gia mua đuổi, và chúng ta sẽ căn ke lại cái giá của POVK ở quanh vùng giá 14.5. Nếu những anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia cổ phiếu này thì chúng ta có thể căn ke ở vùng giá 14.5 và căn ở trong những cái phiên mà nhịp của thị trường rơi xuống để chúng ta có thể cơ cấu cổ phiếu này. Đó thì là trong trong cái vùng 14.5 là cái vùng khá là hợp lý, bởi vì là sau một phiên tăng mạnh kết tuần trước thì POVK đã có những cây nến test lại, và hiện tại thì đang test lại 1/2 thân nến xanh ở trước đó, thì điều này là hết sức là tích cực, và khả năng cao thì POVK nó chỉ cần 1 đến 2 nhịp test ở vùng giá 14.5 nữa thôi, POVK sẽ tiếp tục đi lên. Và với những tín hiệu hiện tại của POVK thì hoàn toàn là chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp tăng, ít nhất là tăng về đến gần cái vùng 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 16.5 ở đây. Gần gần vùng 16.5 ở đây, tức là từ vùng 14.5 này thì sẽ về khoảng vùng 16 đến 16.5 ở đây, thì đó là một cái sự kỳ vọng, vì POVK đang có những câu chuyện riêng, đang có những câu chuyện riêng, thì có thể là dòng tiền của nhà đầu cơ và dòng tiền của nhà của dòng tiền của cá nhân sẽ tiếp tục đổ vào cổ phiếu này ở trong tuần tới. Chúng ta cùng đi qua mã PVS và PVD. Đối với PVS thì hiện tại đang khá là khỏe khi mà PVS đã không chỉnh sâu nữa, tức là PVS vẫn tiếp tục tích lũy được ở quanh quanh vùng nền từ vùng vùng 10 đây là vùng từ vùng 18.5 vùng 18.5 đến vùng 19, thì đối với PVS hiện tại thì chúng ta cũng những ai mà đang nắm giữ hàng thì chúng ta cũng thể canh để chúng ta chờ một cái nhịp hồi phục của PVS, khả năng sẽ trong nhịp này thì PVS với những tín hiệu hiện tại thì PVS hoàn toàn có kỳ vọng, hoàn toàn PVS có kỳ vọng sẽ hồi phục lại về vùng nền 22, hoàn toàn có thể kỳ vọng PVS phục hồi lại vùng nền này khi mà thị trường của chúng ta ổn định trở lại trong tuần tới, và PVS là một cổ phiếu dẫn dòng ở trên sàn HNX thì cũng cũng là một cái nhịp để tăng, để coi như là giữ chỉ số và tác động tích cực lên các chỉ số của thị trường. Đối với PVD thì PVD đang có những phiên hình thành tích lũy. Đây là những cái phiên mà PVD đang tích lũy ở vùng giá 15.3. Và những cái vùng nền giá từ 15.3 đến 16. Đây là một cái vùng tích lũy của PVD đang vùng đánh giá đang rất là đẹp, và chỉ cần PVD vượt vượt thoát vùng giá khoảng vùng giá 16.2 trong tuần tới, chỉ cần PVD vượt thoát vùng giá 16.2 thì PVD sẽ có một cái nhịp tăng. Nhịp tăng này thì Hùng cũng không có kỳ vọng mạnh, và chúng ta khả năng là nhịp tăng sẽ chạm về vùng vùng cản trên, tức là nó sẽ rơi vào khoảng vùng giá 19.5. Thì với những anh chị nào mà chúng ta đang có PVD thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể yên tâm để nắm giữ để chờ một cái nhịp hồi phục này, và chúng ta sẽ cần thêm những phiên mà PVD có những phiên tăng giá, và thanh khoản của PVD sẽ đạt được lên từ 5 đến 7 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đấy là những cái phiên mà sẽ xác nhận tín hiệu tăng trở lại của PVD. Thì nhìn chung dòng dầu khí gần như là tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đã giảm giảm tới bến rồi. Những cổ phiếu nào đã giảm thì đã giảm tới vùng nền, và những cái cổ phiếu nào mà đã khỏe và đã tăng tích lũy nền trở lại thì cũng rất là tốt rồi. Thì Hùng đánh giá rằng sang tuần tới cổ phiếu dòng dầu khí sẽ có những cái động thái hết sức là tích cực và để giúp hỗ trợ cho thị trường của chúng ta. Và cùng với đó thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng với những động thái của Nga và với những động thái của OPEC và cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ có những cái vết xoa dịu, thì cùng với đó thì giá dầu thế giới sẽ hồi phục, và khi chỉ cần giá dầu thế giới hồi phục thì cổ phiếu dòng dầu khí sẽ là một trong những nhóm ngành mà dẫn dắt cho thị trường của chúng ta cực kỳ là tốt và hiệu quả. Chúng ta cùng đi một số mã cổ phiếu trụ khác, BVH. Đối với
Đối với BVH thì BVH là một trong những cổ phiếu mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt do thị trường, nâng đỡ thị trường cực kỳ tốt trong thời gian vừa qua. Và chúng ta thấy rằng BVH vẫn giữ được ở cái vùng nền từ vùng giá 90 đến vùng giá 100, thì đây là một cái tín hiệu cũng khá là tốt để giúp ổn định tâm lý thị trường. Tuy nhiên đối với mã cổ phiếu này thì Hùng vẫn đánh giá rằng là cái việc hình thành mô hình hai đỉnh trong ngắn hạn của BVH thì nó đã hiện hữu, và cái vấn đề là khi nào thì BVH sẽ có những cái nhịp nhịp giảm một cái nhịp giảm thần tốc, một cái nhịp rơi gọi là rơi mà không 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 thương tiếc, thì cái việc đó thì hiện tại thì cũng chưa chưa nhìn thấy. Tuy nhiên là việc mà chúng ta tham gia ở cổ phiếu vùng đỉnh và chúng ta mua ở những cổ phiếu này thì chúng ta rõ ràng là cái mức độ rủi ro chúng ta rất là lớn, chúng ta cần phải tránh xa những cái mã cổ phiếu này trong ngắn hạn. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì Hùng đã phân tích ở rất nhiều các bản tin trước, đấy là Hùng có đề cập đến cái nền giá 120. Đây, cái vùng nền đỏ đây mình vùng nền giá 120. Thì nếu vùng nền giá 120 này của Vinamilk mà không tích lũy lại thành công thì đấy là một tín hiệu rất là xấu. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã vượt vùng giá 120 với một phiên thanh khoản ở trong tuần đã đạt được là 7 triệu tư cổ phiếu, và giá của Vinamilk đã tăng tăng mạnh từ vùng nền 120 đến vùng nền 128, tức là tăng hơn 8 giá ở dưới này nữa cơ, tức là phải tăng gần 10 giá, và Vinamilk đang chạm cái kênh kháng cự trên. Thì đối với Vinamilk, đây là một cổ phiếu mà chúng ta đặc biệt quan tâm ở trong giai đoạn này. Và nếu như sang tuần các anh chị lưu ý giúp Hùng là sau một tuần Vinamilk tăng mạnh như này thì Hùng đánh giá rằng khả năng Vinamilk sẽ chạm lại về vùng 125. Vùng 125 để Vinamilk tiếp tục tích lũy lại. Chúng ta sẽ cùng quan sát Vinamilk ở quanh vùng 125. Quanh vùng này, và khi mà và Vinamilk tích lũy thành công, vượt thoát thành công và có những cái tín hiệu tiếp theo để giúp Vinamilk đảo chiều tăng giá, thì lúc đó Hùng sẽ có những cái bản tin phân tích tiếp theo. Thì khi đó chúng ta có thể hoàn toàn tham gia cổ phiếu Vinamilk ở trong một cái nhịp tăng này. Và chúng ta yên tâm rằng là khi một mã cổ phiếu tăng thì nó không chỉ tăng một phiên mà nó sẽ tăng một tháng, nó sẽ tăng vài tuần, chứ không phải là nó chỉ tăng một tuần đâu. Đó, thì các anh chị cứ hết hết sức là bình tĩnh để chúng ta cùng quan sát, chúng ta cũng không nên đuổi theo Vinamilk, bởi vì là rõ ràng là khi chúng ta đuổi theo những cái mức giá xanh ở trong phiên thì đấy là một cái điều mà hết sức là nguy hiểm. SAB. Đối với SAB thì Hùng cũng đã phân tích xuyên suốt toàn bộ các cái bản điểm tin hàng tuần. Thì SAB cũng là một mã cổ phiếu mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt cho thị trường cực kỳ là cao. Và đây là cái hình vẽ mà Hùng đã vẽ khi mà kết phiên VN Index của thứ sáu của tuần trước đó. Thì Hùng có dự kiến là Hùng có dự kiến là SAB sau khi mà chạm về vùng 245 thì SAB sẽ chỉnh lại vùng này, và sau đó thì SAB sẽ tiếp tục tăng giá. Thì đúng như là kịch bản mà mình đã dự báo, và với một cái nhịp đánh như hiện tại thì SAB hoàn toàn có thể trong nhịp này sẽ về ở vùng giá cho 260. Và sau khi chạm về vùng 260 xong thì SAB sẽ tích lũy tại vùng 260 và tiếp tục có những tín hiệu tiếp theo. Thì cơ bản thì SAB vẫn là một cái nhân tố của thị trường, và vẫn là một cái nhân tố để tạo đà tâm lý, tạo đà hưng phấn cho các cái mã cổ phiếu khác. Thì đối với mã cổ phiếu này thì những anh chị nào mà mua được cái vùng nền từ vùng giá 220 thì chúng ta hoàn toàn yên tâm nắm giữ. Còn đối với giai đoạn hiện tại thì Hùng không khuyến nghị các anh chị tham gia cổ phiếu này, mặc dù là có thể là cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng giá. VDC và Mansan. Đối với VDC thì chúng ta có thể nhìn đây là tổng quan của VDC. Thì một số các anh chị ở trong team thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể tham gia VDC. Bởi vì sao? Bởi vì VDC đã có một tuần VDC đã có một tuần đã có 2 tuần, là đúng hơn là VDC đã có 2 tuần hình thành nên một cái nhịp tăng rất là mạnh, và đặc biệt là trong 2 tuần đó thì chúng ta thấy rằng cái tín hiệu dòng tiền
dòng tiền đang khá là tốt và khá là tích cực đối với mã cổ phiếu này. Và cái vùng nền 130 và cái vùng nền giá 130, các anh chị lưu ý cho Hùng là vùng nền một giá 130 đấy là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng và khá là tích cực. Khi mà cái vùng nền này nó chạm vào vùng Fibo 50% từ đỉnh, tính từ đỉnh Fibo 50%, và những tín hiệu tại thì chúng ta thấy rằng là VDC đang có những phiên lấp gáp, tức là hai tuần này và tuần này thì VDC đang tạo thành một cái gap ở giữa hai tuần và VDC đang có những cái tuần lấp gáp. Thì Hùng đánh giá rằng là nếu mà cái việc lấp gáp thành công thì trong tuần này VDC cần lấp gáp thành công ở quanh vùng nền 130. Có nghĩa là khi VDC chạm về 130 thì VDC sẽ có những tín hiệu bật lên. Và nếu VDC tích lũy thành công ở vùng 130, vượt thoát tích lũy thành công ở vùng này thì VDC sẽ có một nhịp tăng giá. Và Hùng đánh giá cao khả năng là VDC sẽ là một trong những cái trụ mà sẽ tăng giá ở trong nhịp nhịp tăng này. VDC sẽ tăng ở trong cái nhịp tăng này. Bởi vì những tín hiệu về dòng tiền hiện tại và tín hiệu dòng tiền hiện tại hết sức khá là mạnh. Khá là ok đối với VDC. Và với những anh chị mà chúng ta có ý định mà tham gia cổ phiếu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể canh VDC ở quanh vùng giá 130. Mansan thì đối với những tín hiệu hiện tại của Mansan thì đang khá là xấu. Khi mà Mansan đã có hai tuần giảm điểm khá là mạnh, xung lực dòng tiền của Mansan thì đang đang có xu hướng đi xuống, đang có xu hướng đi xuống. Và với tín hiệu hiện tại thì xu hướng chủ đạo của Mansan vẫn là xu hướng giảm giá, và sẽ giảm về đâu thì có hai cái mức hỗ trợ ngắn hạn ở trong của Mansan ở trong ngắn hạn, đấy là vùng giá 75 thì chúng ta sẽ chờ Mansan. Khả năng là về vùng 80 thì Mansan sẽ tiếp tục lình trình đi xuống. Tuy nhiên là vùng 80 thì là cái vùng hỗ trợ Hùng nghĩ là Mansan sẽ không có trụ được. Mansan sẽ không có trụ được bởi vì là những cái tín hiệu hiện tại trên đường ADX thì đang cực kỳ xấu đối với cổ phiếu này, RSI thì đang phân kỳ âm đi xuống, thì đấy là những cái tín hiệu xấu, thì xu thế chủ đạo của Mansan vẫn là một xu thế giảm giá. Những anh chị nào mà đang nắm giữ Mansan thì chúng ta cũng có thể hạ dần tỷ trọng đối với cổ phiếu này. ACB thì đối với ACB thì rõ ràng một điều là đây là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích và thậm chí là Hùng còn có những cái câu nói, có những bản tin phân tích dành riêng cho mã cổ phiếu này. Khi mà tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của ACB đang cực kỳ tốt, nhưng mà các anh chị cũng có thể thấy rằng ACB sau khi mà kết quả kinh doanh quý 3 được đưa ra thì ACB đã có một cái mức sụt giảm từ vùng giá 33 và sụt giảm về vùng giá thấp nhất, đó là tại vùng giá 27. Như thế là một mức giảm gần 6.000 cổ phiếu, 6/33, một mức giảm khá là chát và khá là đau đầu đối với rất nhiều các cái nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn ở một cái góc độ về dài hạn thì đối với ACB là một cổ phiếu về ngành ngân hàng rất là tốt, và hơn thế nữa thì ACB vẫn là một mã cổ phiếu mang tính chất dòng trụ ở trên sàn HNX. Vì vậy nên là cái việc mà khi mà cổ phiếu trụ mà đã bị rơi mạnh thì nó rơi rất mạnh, nhưng ngược lại khi mà nó có những cái nhịp hồi phục và có nhịp tăng giá thì nó sẽ hút dòng tiền trên thị trường rất là lớn. Thì đấy là những cái yếu tố lợi và hại thì nó sẽ song trùng với nhau. Còn nếu nhìn ở trên tổng thể của cổ phiếu ACB ở hiện tại thì chúng ta thấy rằng ACB đang tạo thành một cái mô hình hai đáy, tức là mô hình V kép. Thì Hùng cũng đang kỳ vọng rằng là với những cái tuần, đây là một cái tuần ACB có một cái tuần nến rút chân rất là đẹp, và sau đó thì có hai tuần ACB đang tăng giá và đang phục hồi về vùng nền giá 30. Và Hùng cần chờ xem ACB sẽ vượt được vùng này là vùng khoảng vùng 30, tức là khoảng vùng giá 31, thì cũng sẽ chờ cho ACB vượt được vùng giá 31, thì như thế là ACB sẽ bước vào một cái nhịp hồi phục. Tín hiệu dòng tiền thì hiện tại nó cũng đang yếu, chưa thực sự mạnh đối với ACB. Chúng ta cần chờ những phiên mà phiên tuần ấy, trên tuần sẽ đạt được khoảng tầm từ 15 đến 17 triệu cổ phiếu của ACB khớp lệnh, thì như thế mới thực sự là tích cực đối với mã cổ phiếu này. Còn hiện tại thì dòng tiền cũng đang khá là yếu. Trên các cái tín hiệu ở trên đường ADX
các tín hiệu ở trên đường ADX thì hiện tại là chưa cho thấy RSI thì đang đi lên rồi, nhưng trên tín hiệu ADX thì chưa cho thấy rằng là cái xung lực dòng tiền đủ mạnh để bẻ gãy pha xu thế. Các anh chị lưu ý cho Hùng là bẻ gãy pha xu thế, tức là bẻ gãy từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng, thì chúng ta cũng chưa có nhìn thấy những cái động lực mạnh để giúp cổ phiếu này. Thì đối với cổ phiếu này thì Hùng vẫn đánh giá là một cổ phiếu tiềm năng, và chúng ta sẽ chờ hết quý 1 của năm 2019 để chúng ta xem rằng từ cái nền giá 28, Hùng cứ cho từ nền giá 28 thậm chí là nền giá 30, thì hết quý 1 2019 thì cổ phiếu này sẽ đi đâu và về đâu. Và để mình xem rằng những cái nhận định, những cái tiên lượng của mình, xem thử là cái phân tích của mình nó có đúng hay không. Vietcombank. Đối với Vietcombank thì một điều hết sức là tích cực, đó là khi Vietcombank đã không bị gãy nền và gãy kênh xu thế. Vietcombank có một cái nền hỗ trợ trong ngắn hạn, đấy là nền hỗ trợ ở vùng giá 52.5. Và Vietcombank đã không thủng cái nền hỗ trợ này, đã không thủng cái nền hỗ trợ 52.5 này, và Vietcombank đã tiếp tục tăng giá, và tuần trước thì tạo thành một cây nến doji, và trong tuần này thì Vietcombank đã có những cái mức tăng hết sức là ấn tượng. Nhìn trên các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đã bắt đầu quay lại với cổ phiếu Vietcombank, và những cái tín hiệu dòng tiền thì cũng đang bắt đầu có những cái chớm chớm để cho thấy rằng cổ phiếu này sẽ mạnh lên. Và đường MACD thì cũng đang cho những cái xu thế khá là tích cực, và trên tín hiệu kỹ thuật khác thì đang ủng hộ cho Vietcombank một xu thế tăng giá. Và với những tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá rằng Vietcombank sẽ tăng giá trong tuần tới, và việc là Vietcombank sẽ tăng đến đâu thì Vietcombank sẽ có một khi mà Vietcombank tăng thì Vietcombank sẽ gặp lại mạnh thì Vietcombank sẽ gặp lại ở vùng giá 65. Sẽ gặp lại vùng giá 65, nhưng vùng giá 65 thì chúng ta sẽ chưa đánh giá cao kỳ vọng ở vùng giá 65, và Vietcombank sẽ nằm ở khoảng vùng giá 62.5. Khả năng cao thì Vietcombank sẽ về ở vùng này ở trong cái nhịp hồi phục này, thì Hùng đánh giá rằng tín hiệu hiện tại của Vietcombank đang khá là tốt và tích cực. BIDV thì tựa đầu video thì Hùng đã có đề cập đến chuyện là BIDV đã có một cái thông tin là nguyên chủ tịch Trần Bắc Hà, nguyên là chủ tịch BIDV bắt, thì những cái thông tin đó thì có lẽ là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng gần như chúng ta cũng đã biết trước rồi, và hiện tại với những tín hiệu của BIDV thì BIDV đang có những tuần tích lũy ở quanh vùng giá 31 đến vùng giá 31.5. Thì đây là những cái tuần tích lũy của BID, và chúng ta cũng có thể thấy là hiện tại thì dòng tiền vào BID đang khá là thấp, đang khá là yếu. Tín hiệu dòng tiền thì cũng đang yếu, và những cái tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng chưa cho thấy được rằng BIDV sẽ có động lực tăng giá đối với cổ phiếu BIDV. Cùng lên khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. CTG. Đối với CTG thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là CTG đang vượt lại ở vùng giá 23. Và chúng ta thấy rằng là nếu nhìn ở một góc độ tổng quan nhất đối với ngân hàng công thương thì công thương đang có một vùng hỗ trợ khá là tốt và tích cực ở quanh vùng giá 21. Tức là chúng ta thấy rằng tất cả các nhịp giảm của công thương khi chạm về vùng 21 thì đều bật lên. Và trong cái nhịp giảm vừa rồi thì công thương cũng chạm về vùng 21 và sau đó thì công thương bật lên, thì Hùng đánh giá rằng cái vùng nền 21 của công thương trong giai đoạn hiện tại là một vùng nền hỗ trợ cứng, thì các anh chị có thể cũng hoàn toàn yên tâm đối với cổ phiếu công thương, thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta giải ngân ở quanh, chúng ta cũng không nên mua đuổi. Hùng đánh giá rằng nếu mà cổ phiếu công thương mà tăng mạnh thì cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được đâu quanh vùng giá 22.5. Quanh vùng giá 22.5 thì các anh chị cũng có thể canh ở trong những cái phiên mà thị trường điều chỉnh, thì chúng ta cũng có thể xem xét những tín hiệu hiện tại thì công thương đang đi lên từ vùng nền vùng đáy, thì chúng ta cũng ở cái vùng nền vùng đáy đi lên thì chúng ta sẽ mở mua. Hùng lưu ý với các anh chị là những cổ phiếu tích lũy từ vùng nền vùng đáy thì chúng ta sẽ mở mua 1/3 số chúng ta định mua. Tức là ví dụ chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ mua công thương là 10.000 cổ phiếu thì chúng ta sẽ dành khoảng 3.000 cổ phiếu chúng ta sẽ mua ở quanh vùng giá 22.5. Và mua 3.000 thì chúng ta cũng không thể là mua một lệnh hết 3.000 mà chúng ta lại chia nhỏ trong cái 3.000 đó,
chúng ta sẽ mua những cái lệnh, ví dụ như lệnh 300, 500 đó, thì tùy các anh chị, đấy là cái cách mà các anh chị quản trị rủi ro như thế nào, thì chúng ta sẽ mua ở theo những cái mức độ, theo cái tiến độ giải ngân đó, thì như thế thì chúng ta sẽ rất an toàn. Và khi mà chúng ta đã mua được 1/3 rồi thì chúng ta sẽ chờ cho tín hiệu công thương, ví dụ công thương sẽ vượt thoát ở vùng khoảng vùng 23.5 đó, thì chúng ta sẽ giải ngân tiếp khoảng 3.000 nữa, và cứ hoàn toàn tương tự như thế, thêm các cái nhịp tăng mới thì chúng ta sẽ có những cái nhịp giải ngân như thế, thì chúng ta cực kỳ an toàn cho tài khoản của chúng ta, và đấy là một cái phương pháp quản trị rủi ro cực kỳ tốt cho những cái tài khoản lớn và cũng như những cái tài khoản nhỏ của chúng ta. Thì công thương, đối với công thương hiện tại Hùng này đang đánh giá là những cái tín hiệu của công thương đang rất là ok đối với công thương. MBB và STB. MBB thì trong tuần vừa rồi có một cái tín hiệu giao dịch hết sức là đột biến. Cũng có thể là một số các thông tin thì cho rằng là ngân hàng Vietcombank đang có những động thái thoái vốn ở MBB, nên làm cho MBB nó có một cái thanh khoản lớn như thế. Còn nhìn ở trên góc độ phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn thì MBB đang có một cái nền hỗ trợ khá là tốt ở nền vùng giá, Hùng đánh giá ở vùng giá 20.5. 20.5 là cái vùng khá là tốt. Thì đối với cổ phiếu MBB, đối với cổ phiếu MBB thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo, và rõ ràng một điều là MBB đang có một cái vùng cản khá là lớn ở vùng giá 23. Thì nếu mà chúng ta tham gia ở cổ phiếu này thì cái mức độ kỳ vọng về lợi nhuận nó khá là ít, nên là cổ phiếu này thì Hùng đánh giá là không có nên là tham gia ở cái giai đoạn hiện tại. STB, đối với STB này thì các anh chị đặc biệt lưu tâm chung này. Đây là một mã cổ phiếu mà khi mà STB chạy thì thường là chạy rất là mạnh và có những cái bước chạy hết sức là thần tốc. Thì hiện tại thì STB đang có những tuần tích lũy ở quanh vùng nền 12. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là sang tuần khi mà có những cái tín hiệu đảo chiều, chỉ cần có những cái tín hiệu đảo chiều, những tín hiệu hiện tại của STB lúc này đang là tích cực rồi, nhưng mà chúng ta sẽ phải cần những cái phiên để xác nhận khi mà giá STB tăng giá trở lại, ít nhất là STB tăng giá trở lại ở khoảng vùng giá 12.5. Và cái việc mà STB muốn chạy được thì chúng ta phải thấy rằng STB sẽ có những cái phiên, trong phiên có những phiên giao dịch volume đạt khoảng tầm 12 đến 15 triệu cổ phiếu, thì đấy là những phiên mà chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta có thể tham gia STB. Còn hiện tại thì những tín hiệu hiện tại thì STB đang lình trình thôi, tích lũy ở vùng nền và chưa có những cái tín hiệu tiếp theo, khi mà xu thế dòng tiền đang khá là yếu đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu chứng khoán. SSI. Đối với SSI thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trong những tuần gần đây SSI đã gần như SSI đã cạn cung. Tức là cái lượng cung của SSI hiện tại đã bị cạn cung, và một điều mà chúng ta thấy hết sức là tích cực đối với mã cổ phiếu này. Đối với mã cổ phiếu này chúng ta có thể thấy rằng là trên đường một kênh xu thế tăng thì SSI đang duy trì được cái điều đó, và SSI hiện tại thì chưa bị thủng kênh. Và SSI vẫn đang duy trì được một cái xu thế, đấy là đáy sau thì đang cao hơn đáy trước. Và đối với cổ phiếu SSI thì Hùng khuyến nghị với các anh chị như thế này. Với những anh chị nào đã mua thì ok, chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu SSI. Và SSI hiện tại ở quanh vùng giá 28. Đây là một cái vùng nền tích lũy của SSI, và các anh chị hoàn toàn có thể giải ngân 1/3 số định mua của SSI ở tại vùng này, bởi vì Hùng thấy rằng là cái xung lực dòng tiền của SSI hiện tại đang đi ngang. Và khi một cái xung lực dòng tiền đi ngang đấy, nó chỉ cần có một cái xung lực mà có một cái dòng tiền mạnh nó kéo lên một cái thì SSI sẽ có một cái nhịp tăng. Còn trên tín hiệu RSI thì đang hướng lên, còn tín hiệu ADX thì cũng chưa có một cái pha xu thế tăng giá mạnh. Và SSI sẽ tăng mạnh khi mà SSI vượt thoát thành công vùng 30, và khi vượt thoát thành công vùng 30 thì khi đó SSI sẽ có một cái nhịp tăng khá là ấn tượng, thì chúng ta sẽ cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa vào danh mục để chúng ta theo dõi, và chúng ta chỉ cần chờ dòng tiền mạnh kích hoạt nữa thôi thì sẽ xác nhận cái xu thế của SSI. Và hoàn toàn tương tự như SSI đó là HCM, thì HCM cũng tương tự như thế. Tuy nhiên đối với HCM thì chúng ta thấy rằng là mã cổ phiếu này thì cái thanh khoản nó khá là thấp, và xu thế của HCM hiện tại thì nó không rõ nét bằng xu thế của SSI đó,
SSI thì nó rõ hơn, còn HCM thì hiện tại HCM vẫn đang ở một cái vùng nền tích lũy từ vùng giá 53 đến vùng giá 53.5. Thì đối với HCM thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục chúng ta quan sát thôi, quan sát, và nếu mà chúng ta đầu tư một cách dài hơi thì cũng có thể hoàn toàn quanh vùng giá 53. Chúng ta cũng có thể tham gia giải ngân thăm dò đối với mã cổ phiếu HCM ở vùng giá 53, bởi vì cũng đánh giá là thị trường của chúng ta sẽ đang ấm dần lên rồi, và tí nữa cũng sẽ có những cái phân tích tổng quan đối với thị trường của chúng ta. VND, đối với VND hiện tại thì cũng đang khá là lình xình. VND hiện tại thì cũng đang khá là lình xình. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là VND cũng đang có một cái kênh xu thế tăng giá, xung lực dòng tiền của VND thì cũng đang chưa thực sự mạnh, và VND thì cũng đang có những tuần mà thanh khoản của chúng cũng đang bị sụt giảm dưới đường trung bình 21 phiên. Thì đối với VND cũng hoàn toàn tương tự như các mã cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán, thì chúng ta cũng có thể thăm dò VND ở quanh vùng nền 18 đến vùng nền 18.5. thì đây là cái vùng nền mà chúng ta hoàn toàn có thể thăm dò mở mua 1/3 số định mua đối với mã cổ phiếu VND. Xung lực dòng tiền của VND thì hiện tại yếu tố về dòng tiền của VND thì đang ở dạng đi ngang trên tín hiệu RSI đang hướng lên rồi, và đường MAC đang có tín hiệu, đường ADX cũng đang có những cái tín hiệu ủng hộ cho một cái sự tăng giá mới, cái chu kỳ tăng giá mới của VND. Hiện tại thì bản tin của chúng ta đã được 46 phút. Ok, cũng sẽ phân tích tiếp một vài cổ phiếu nữa. Dược Hậu Giang, DHG, nếu nhìn ở trên một góc độ tổng thể thì đây là một cổ phiếu mà Hùng đã bắt đáy được ở một cái nhịp nào đó ở trước này này, đây nhịp này. Còn đối với hiện tại thì tín hiệu tại của DHG thì đang khá là yếu, khá là xấu. Khi mà vùng nền DHG tiếp tục tích lũy ở vùng DHG tiếp tục tích lũy ở vùng nền 82, thì đối với tín hiệu hiện tại thì xu thế đang lình xình thôi, và cũng không thể bắt đáy được. Thời điểm này thì không thể bắt đáy cổ phiếu này được, bởi vì là chúng ta chưa nhìn thấy những cái tín hiệu tích cực hơn đối với cổ phiếu này. Khi mà tín hiệu ADX rồi tín hiệu RSI cũng đang đi ngang, đối với DHG thì chúng ta sẽ phân tích các cổ phiếu về thép. HPG, thì đối với HPG đây các anh chị cũng có thể thấy rằng là khi mà Hùng phân tích cổ phiếu HPG thì Hùng đã phân tích ở rất là nhiều các bản tin trước, các anh chị có thể xem lại. Bởi vì khi mà cổ phiếu này Hùng đã đánh giá ở cái vùng nền giá 40, tức là cổ phiếu này chầy chật mãi cái vùng giá 40 không vượt qua được, và chỉ có tích lũy được 1-2 tuần thì ngay tại cái vùng giá 40 thì Hùng Lê đã tiên lượng được rằng là Hòa Phát sẽ giảm giá, Hòa Phát sẽ giảm giá và sẽ giảm rất là mạnh. Đặc biệt là khi mà Hòa Phát đã gãy hết tất cả mọi kênh xu thế thì cổ phiếu này sẽ giảm rất là mạnh. Còn cổ phiếu này sẽ giảm về đâu thì để thử xem là cổ phiếu này khả năng cao với nhịp rơi mạnh như thế này thì sẽ về vùng nền 30 thì chắc chắn rồi. Nền 30 thì khả năng đâm tuần tới thì Hòa Phát sẽ về ở vùng nền 30 và sẽ tích lũy lại vùng này. Nhưng mà vùng nền 30 thì cũng đánh giá rằng nó sẽ thủng nhanh thôi. Và cái vùng mà Hòa Phát sẽ về sẽ là khoảng vùng giá 25. Đó, thì như thế là Hòa Phát đang còn một cái nhịp giảm tương đối là mạnh. Thì với những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ Hòa Phát thì chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cũng cần có thể giải ngân hoặc có thể là giảm dần tỷ trọng để coi như đảm bảo về an toàn về tài khoản đối với mã cổ phiếu. Bởi vì trên góc độ phân tích kỹ thuật và trên những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái xu thế giảm giá của Hòa Phát đang cực kỳ là mạnh, rất là mạnh. HSG, đối với HSG thì nó cũng hoàn toàn tương tự như là Hòa Phát. Cổ phiếu ngành thép thì rõ ràng là cái nền hỗ trợ cuối cùng của HSG đấy là nền 8, nền giá 8 thì đã bị
nền giá 8 thì đã bị phá vỡ. Nền giá 8, đây là cái nền hỗ trợ. À, nền 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 7. 7. Nền giá 7. Nền giá 7 của HSG, tức là cái nền hỗ trợ gần như hỗ trợ cuối cùng của HSG cũng bị phá vỡ, thì rõ ràng một điều là với một cái việc mà phá vỡ như thế thì cổ phiếu này cũng sẽ giảm giá rất là mạnh, sẽ giảm giá rất là mạnh. Và đối với HSG thì cũng có tham gia ở cái nhịp này này, và khi về đến vùng vùng này thì cũng không bán. Và rõ ràng là khi mình tham gia ở đây và mình lên đến đây thì mình đã có mức lãi rồi, mức lãi khoảng 10 10 13 10 15% không bán không chốt, và sau đó thì HSG có những cái nhịp rơi mạnh và cuối cùng thì đã phải cắt cắt ở vùng nền giá 10, tức là khi mà Hòa Phát đã gãy gãy khỏi cái vùng 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 khi mà Hoa Sen đã bị gãy khỏi vùng nền đây, vùng 10, thì khi gãy ở vùng này thì bắt buộc phải bán ra, bởi vì rõ ràng là khi một mã cổ phiếu mà chúng ta đã không 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 đi theo đúng hướng của chúng ta thì chúng ta phải bán. Và Hùng vẫn nói với tất cả quý anh chị nhà đầu tư là Hùng cũng là một con người, các anh chị nhà đầu tư cũng là một con người, và chúng ta hành động và chúng ta mua bán ở trên những cái góc độ chúng ta phân tích kỹ thuật, và trên những cái góc độ chúng ta phân tích những cái yếu tố nó thể hiện ở trên 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 nền tảng kỹ thuật. Vậy thì khi những cái yếu tố đó mà không đúng theo cái hướng phân tích của chúng ta, không đúng với tiên lượng của chúng ta thì chúng ta phải bán. Và đúng hay sai điều đó không quan trọng, nhưng cái việc quan trọng nhất các anh chị phải lưu ý cho Hùng là trên thị trường chứng khoán và trên đầu tư thị trường tài chính thì đúng thì chúng ta hành động như thế nào và sai thì chúng ta hành động như thế nào. Đó là hai cái yếu tố mà sẽ tiên quyết được cái mức độ cái yếu tố thành công của quý anh chị nhà đầu tư. 10 lệnh chúng ta sẽ không thể đúng được cả 10, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có sai, bởi vì chúng ta là con người, làm sao mà chúng ta tiên lượng được hết tất cả những yếu tố. Nhưng khi đã sai rồi thì ngay lập tức là chúng ta sẽ phải cắt. Và khi cắt được như thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ hình thành được cái thói quen cho chúng ta. Và cái thứ hai nữa là chúng ta còn vốn để làm gì ạ? Để chúng ta lại kiếm những cái cơ hội đầu tư khác, đúng không ạ? Rõ ràng một điều là nếu chúng ta vẫn ôm 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 vậy, bây giờ cổ phiếu đã về gần vùng giá Hùng cho 7 đi, thì từ 10 đến 3 lại mất tiếp 30% nữa. Như vậy là một cái mức mức từ 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 lãi, đúng không ạ? Chúng ta lỗ nhẹ và chúng ta thành lỗ ngược một cách hết sức là trầm trọng, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà gần như tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đều mắc phải, và chúng ta không 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 anh chị nào và rất ít các nhà đầu tư có thể thể là quyết liệt để hành động. Thêm một cổ phiếu Nam Kim nữa, NKG, cũng là một đại diện của cổ phiếu ngành thép. Thì như Hùng đã phân tích ở ban đầu bản tin, đấy là ngành thép của chúng ta đang chịu những cái áp lực rất là lớn khi mà lượng dư cung, cùng với đó là sự cạnh tranh của thép Trung Quốc và cái việc là nhập khẩu thép ở sang thị trường Mỹ và một số các cái đơn hàng sang thị trường EU và thị trường châu Âu của các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta là đang gặp phải những vấn đề thuế, đặc biệt là thị trường Mỹ thì bị áp tăng lên 25%, và các cái thị trường khác ở châu Âu, thì như thế là ngành thép của chúng ta đang đứng trước ở những cái thách thức cực kỳ lớn, và việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và việc những cái đơn hàng của chúng ta bị áp thuế thì rõ ràng là nó sẽ tạo thành cái nguồn cung cực lớn, và khi dư cung thì rõ ràng là cái lượng hàng tồn kho lớn, và khi lượng hàng tồn kho lớn thì các anh chị cũng có thể hình dung ra được chi phí lưu kho, chi phí sản xuất, chi phí trả lương công nhân viên công ty và tất cả những áp lực đó thì nó sẽ đè nặng lên doanh nghiệp ngành thép, và gần như tất cả doanh nghiệp ngành thép thì đều bị giảm. Và các anh chị cũng có thể thấy Nam Kim cắm đầu từ 30 và bây giờ là về còn 7.6, Hùng cho là về đến vùng giá 7, 37, 21 đó, thì các anh chị cũng có thể thấy được rằng là cái mức độ giảm giá của Nam Kim nó kinh khủng như thế nào. Và khi một cổ phiếu đã giảm giá thì các anh chị đừng có cố níu giữ rằng là cổ phiếu nó sẽ quay đầu trở lại. Các anh chị lưu ý giúp Hùng như thế. Đó, thì Nam Kim đã cắm từ vùng giá 30 đến vùng giá 7.6, thì Hùng lại nhắc lại cho các anh chị một lần nữa, đấy là HPG, các anh chị lưu ý, các anh chị đặc biệt lưu tâm cho Hùng đối với những ai đang nắm giữ HPG. Nếu chúng ta không muốn những cái kịch bản đau thương xảy ra như đối với Nam Kim, như đối với HSG, thì các anh chị đừng có cố níu giữ. Và cái việc đúng hay sai không quan trọng, nhưng khi sai thì chúng ta làm gì, thì cũng vẫn lưu ý lại với các anh chị một lần nữa và nhấn mạnh như điều đó. Hùng sẽ bình minh.
Khi ngành thép có những cái dấu hiệu mà tiêu cực thì có thể ngành nhựa, các chuyên gia phân tích đang đánh giá ngành nhựa thì có thể là sẽ có được những cái sự hưởng lợi nhất định. Thì đối với Bình Minh thì vẫn là một cổ phiếu mà Hùng hết sức là yêu thích, và Hùng đang đang gom dần cổ phiếu Bình Minh ở quanh vùng giá 55. Đây là một cái vùng nền mà Hùng đánh giá rằng Bình Minh khá là hợp lý. Với một Bình Minh như thế thì Bình Minh đang tạo thành những cái vùng nền, và với một cái lượng thanh khoản khá là cạn kiệt thì Hùng đánh giá rằng cái vùng nền giá 55 của Bình Minh đang khá là ok. Thì những cái vùng nền này thì chúng ta sẽ mở mua khoảng tầm 1/3 số định mua. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị nào mà yêu thích và cùng theo với Hùng Lê thì có thể tham gia. MWG. Đối với MWG thì là một cổ phiếu thế giới di động. Hiện tại MWG sau những nhịp đây là những rồi ok, mình sẽ bỏ những cái này đi, tại vì là vì MWG có những cái nhịp chia, những cái nhịp chia tách, thì sau những cái nhịp chia tách thì thường là cổ phiếu những cái chen mà Hùng vẽ ở phía trước thì nó không còn có đúng nữa. Thì đối với MWG, sau khi mà MWG đã có một cái nhịp giảm lại chạm về cái vùng hỗ trợ, đấy là quanh cái vùng giá 80. Vùng giá 80 là cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, thì cổ phiếu MWG đã có một cái mức bật tăng trở lại. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là dòng tiền thì chưa thực sự đủ mạnh để giúp cổ phiếu này tiếp tục tăng giá. Thì chúng ta sẽ xem ở trên tín hiệu. Trên tín hiệu kỹ thuật thì đường MACD đang khá là ok, đường MACD rồi xung lực dòng tiền thì đang yếu. Nhưng mà đường MACD thì đang khá là ok, và trên tín hiệu ADX thì đang cho một tín hiệu tăng giá, đang cho một tín hiệu tăng giá. Thì với anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ thôi. Chứ còn việc mở mua lúc này thì có thể là các anh chị cũng có thể là kiếm T cộng được, sẽ kiếm T cộng được, bởi vì là cổ phiếu này cũng đang 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 lên, thì ít nhất là cổ phiếu này cũng sẽ về lại vùng khoảng vùng 993 đi. Đó thì từ vùng 83 đến vùng 93 cũng được 10 giá. Cũng nói chung là nếu mà đi đúng theo thuần kỹ thuật thì cổ phiếu này đang 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 có một nhịp hồi và sẽ hồi về khoảng vùng này. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị nào mà tham gia thì cũng ấy cũng có thể, nhưng mà mức chênh lời nó cũng không 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 còn nhiều nữa. PNG nhé, PNG. Đối với PNG thì PNG thì hiện tại là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng là chưa thể tiên lượng được cái đường đi tiếp theo, khi mà xung lực dòng tiền thì đang đi xuống, ADX chưa có gì, RSI đang đi xuống, và cái xu thế chủ đạo của MWG vẫn là một xu thế giảm giá các anh chị ạ. Đối với những anh chị nào mà đang nắm giữ MWG thì chúng ta cũng sẽ phải canh. Và rõ ràng một điều là khi mà PNG mà thủng cái vùng nền của nó là khoảng vùng nền 91 đến vùng giá 90. Đây. Nếu như PNG mà thủng cái vùng nền này thì PNG sẽ về lại ở vùng giá 83, thì tại vùng giá này thì khả năng là PNG mới tích lũy lại và để hình thành nên cái xu hướng mới đối với cổ phiếu PNG. Novaland thì nó hơi hơi dị. Novaland thì giao dịch hơi dị. Bởi vì sao Hùng lại nói là dị? Bởi vì chúng ta thấy rằng là Novaland thì đây các anh chị có thể nhìn thấy những cái lượng cầu cung cầu rất lớn. Tuy nhiên là sau cái nhịp này thì gần như Novaland mất hết thanh khoản và có một cái nhịp tăng cũng khá là ảo khi mà chạy một mạch từ vùng giá 50 đến vùng giá 70. Nói là dị bởi vì là nó đi lên nó không có thanh khoản. Tuy nhiên là những anh chị nếu mà chúng ta mua với một lượng ít, ví dụ như khoảng tầm độ 10.000 hoặc là 20.000 thì đối với cổ phiếu Novaland này hoàn toàn thoải mái. Nhưng mà với tín hiệu hiện tại thì Novaland đang hình thành nên tín hiệu hai đỉnh rồi, thì những anh chị nào mà đang có hàng thì cũng khẩn trương là thoát thoát khỏi hàng này. Thì như vậy là gì? Như vậy là Hùng đã phân tích cho toàn bộ các quý anh chị nhà đầu tư một cái góc nhìn tổng quan về các mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu dòng dầu khí, các mã cổ phiếu dòng ngân hàng, chứng khoán. Thì nhìn nhìn chung trên tổng quan của thị trường thì chúng ta thấy rằng hầu hết các mã cổ phiếu của chúng ta đều đang ở một cái vùng nền tích lũy khá là đẹp.
một số các cái mã cổ phiếu, đặc biệt là ngành ngân hàng đang có những tín hiệu tăng giá trở lại, đặc biệt đấy là Vietcombank, đấy là Công Thương. Đó, đấy là những cái mã ngân hàng, hoặc là đặc biệt là bên ngành dầu khí thì chúng ta đang thấy rằng sự trở lại của POVK, sự trở lại của PVS, rồi sự trở lại của PVD và PLX, đó là những mã cổ phiếu mà sẽ giúp dẫn dắt thị trường, và chỉ có dòng ngân hàng thì chúng ta mới có thể có được những cái yếu tố mà có thể là đốt nóng thị trường lên trong giai đoạn hiện tại. Và một số các mã cổ phiếu trụ thì hiện tại Hùng đang lo nhất, đấy là mã cổ phiếu VIX và cổ phiếu Vinhome. Đó là hai mã cổ phiếu trụ mà khả năng GAT thì đương nhiên là GAT nằm ở trong chu kỳ giảm giá rồi. Còn đối với họ nhà VIX thì hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng SAB sẽ là một trong những trụ mà sẽ cân lại thị trường ở trong tuần tới. Cùng với đó là BVH và một số các cái mã cổ phiếu ví dụ như VDC và Vinamilk thì nó sẽ cân lại được những cái mã cổ phiếu mà đang trong một chu kỳ giảm giá, đấy là GAT. Về tổng quan của VN Index, thì Hùng có những cái bài phân tích ở trên cả kênh YouTube của chúng ta, đúng không ạ? Hàng tuần thì chúng ta sẽ có những cái bản tin phân tích, và ở trên kênh trên fanpage Facebook chứng khoán Gạch Ngang 100 Ông Chơi có 5 chiếc 9 thì đấy là những cái việc là Minh Đặng Hùng Hùng Lê xin lỗi bạn Minh Đặng một tí nhé. Tức là và cũng cũng xin 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 phép và tất cả các anh chị nhà đầu tư, đấy là trên trang của Hùng Lê thì Hùng Lê không dành cho các anh chị làm những việc khác, và tất cả những thành viên vi phạm thì ngay lập tức là sẽ bị xóa nick, cấm vĩnh viễn và không bao giờ có thể quay lại trang của Hùng Lê. Bởi vì trang của Hùng Lê là trang chuyên dành để cung cấp cho cộng đồng nhà đầu tư những kiến thức về đầu tư, không dành để cho các anh chị PR, không dành cho các anh chị làm những mục đích quảng cáo hay là làm cho bất cứ những mục đích khác. Thì đấy là những cái mà Hùng Lê đã nói ở rất nhiều các bản tin video trước. Thì ở trên trang fanpage Facebook này thì Hùng cũng đã có những cái bản tin phân tích để giúp cho các anh chị có những cái định hướng thị trường. Và đặc biệt là Hùng Lê có lưu ý đến các anh chị, đấy là cái vùng nền từ 910 đến vùng nền 920, đấy là một cái vùng nền VN Index của chúng ta cần phải tích lũy và vượt thoát thành công. Và cái tuần phiên cái tuần thì VN Index của chúng ta đang đóng cửa vùng giá 926.54 điểm, thì đấy là những cái điều hết sức là tích cực. Dòng tiền thì hiện tại đang khá là yếu, dòng tiền thì chủ yếu đang đi ngang, thì đây là một cái tín hiệu mà chúng ta cần chờ ở thị trường của chúng ta cần phải hâm nóng lên. Còn trên tín hiệu đường MACD thì cũng đang hết sức là tích cực rồi. Đường MACD đang có những xu thế để chuyển dần từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng. Đặc biệt RSI đang hướng lên, và trên phân kỳ của đường ADX thì đang hết sức là tích cực. Như thế là gì? Chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta đang có những dấu hiệu ấm dần lên, tích cực dần lên. Và Hùng đánh giá rằng là thị trường trong tuần tới chỉ cần dòng ngân hàng hoặc dòng dầu khí hồi phục, cùng với đó là một số các cái trụ sẽ tiếp tục có những cái đà bứt phá và đà tăng giá thì sẽ giúp cho thị trường của chúng ta tăng điểm. Và cái việc là thị trường của chúng ta đã có những cái tuần tích lũy vùng nền khá là thành công trong sự nghi ngờ và trong cái sự tuyệt vọng của rất nhiều các nhà đầu tư, thì đây là những thời điểm tốt nhất để các anh chị chúng ta giải ngân tài khoản. Đây mới là thời điểm tốt nhất để các anh chị giải ngân tài khoản. Những mã cổ phiếu mà Hùng Lê có khuyến nghị, đấy là tập trung vào dòng ngân hàng, dòng dầu khí, dòng ngân hàng và dòng dầu khí, và một số các cái mã cổ phiếu liên quan đến ngành xây dựng, ví dụ như là tí nữa thì Hùng sẽ phân tích qua một số các cái mã cổ phiếu đó. Thì là thị trường, cái mức độ của thị trường của chúng ta thì đang tốt dần lên rồi, và các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm giải ngân. Với một cái tỷ trọng tối đa thì đối với hiện tại thì Hùng vẫn đang chỉ đánh giá ở một cái mức độ khoảng 60%, tức là chúng ta đang dần 60% lên, 60% tỷ trọng cổ phiếu của chúng ta. Thì đây là những cái tuần mà nó nằm tích lũy ở vùng nền nên là các anh chị sẽ cảm giác rất là khó chịu. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ phân tích kỹ thuật, trên một cái góc độ nhìn nhận tổng quan thị trường của chúng ta, thì Hùng đánh giá rằng thị trường của chúng ta đang ấm lên và đang có những yếu tố tích cực nhất định. Đối với chỉ số HNX Index thì tích
cực hơn so với chỉ số VN Index. Bởi vì sao? Bởi vì là rõ ràng là trên HNX Index thì chúng ta thấy rằng cái kênh xu thế của HNX Index chưa bị phá vỡ. Và HNX Index thì tích cực hơn bởi vì sao? Bởi vì khi mà HNX Index có một tuần rút nến chân thì sau đó đã có hai tuần tăng điểm, tức là nó không lình xình giống như là chỉ số VN Index. Tuy nhiên là dòng tiền thì vẫn là một điều đáng báo động, tức là dòng tiền chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh để có thể cho chúng ta một cái động lực tăng giá mạnh. Tuy nhiên, cái việc tích lũy tại vùng nền như thế này là hết sức là đánh giá hết sức là tích cực. Và trên đường MACD thì cũng đang hình thành, RSI đang hướng lên. Còn trên phân kỳ ADX thì chưa rõ, đối với lại HNX thì lại chúng ta lại chưa rõ. Đó thì là trên Ichigoku không có vấn đề gì. Ichigoku mây đang to ra. Ok. Đó thì trên đây thì chúng ta cũng đã vừa mới phân tích tổng quan, cũng như chúng ta cũng hình dung mường tượng được rằng là thị trường của chúng ta đang ở giai đoạn nào. Thì thị trường của chúng ta hiện tại vùng đánh giá đang ở vùng nền tích lũy, và những cái vùng nền tích lũy đó ở trong kết phiên trong tuần vừa qua thì đã có những cái dấu hiệu đang tích cực dần lên. Và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta khi mà cổ phiếu hồi phục á, thì chúng ta lưu ý rằng không phải tất cả các dòng đều hồi phục, mà chúng ta sẽ phải chọn lấy những cái dòng cổ phiếu sẽ hồi phục mạnh ở trong cái nhịp này để chúng ta đánh. Đó thì là dòng hồi phục mạnh ở trong nhịp này sẽ là dành cho dòng dầu khí, sẽ dành cho dòng ngân hàng, dành cho dòng chứng khoán. Thì đấy là những cái mã, những cái dòng mà sẽ hồi phục mạnh ở trong cái nhịp tăng này. Và một số các cái mã cổ phiếu về ngành xây dựng thì Hùng đang đánh giá xây dựng cũng là một trong những cái ngành mà sẽ có nhiều những cái bước đột phá. Thì hiện tại thì Hùng vẫn VRE thì ok, đã phân tích rồi đúng không ạ? VRE ok, một cổ phiếu mà các anh chị cũng có thể đầu tư dài hơi. Mùng thấy HDC, mà đối với HDC các anh chị có thể nghiên cứu toàn bộ các cái thông tin cơ bản đối với mã cổ phiếu này. Thì trong những giai đoạn hiện tại HDC đang có những cái vùng nền tích lũy, và chúng ta, các anh chị lưu tâm cho Hùng là cái mã HDC ở quanh vùng giá 13.5. Quanh vùng giá 13.5 các anh chị hoàn toàn có thể đầu tư cổ phiếu này ở trung và dài hạn ở quanh vùng giá này. Tại sao lại đầu tư trung và dài hạn thì Hùng Lê sẽ có những cái bản tin phân tích chi tiết những cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá là tiềm năng. Và Hùng sẽ chờ khi mà cái lượng đăng ký kênh đạt 1.000, hiện tại là 836, thì khi chào mừng kênh của chúng ta có 1.000 anh chị nhà đầu tư của chúng ta đăng ký kênh, thì Hùng sẽ có những bản tin phân tích coi như là những cái quà tặng mà Hùng dành riêng cho cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị của chúng ta đang theo dõi Hùng Lê và cũng đang cùng Hùng Lê xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng là lớn mạnh. Thì tại những cái mốc ví dụ 1.000, 2.000 đó, thì tại những cái mốc đó thì Hùng sẽ dành những cái thời gian nhất định để Hùng đào sâu báo cáo tài chính, cũng như đào sâu tất cả những cái doanh nghiệp nội tại để Hùng có thể phân tích một cách tổng quan nhất, để cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể định hình một cái yếu tố dài hạn của cổ phiếu. Và một cái cổ phiếu thứ hai liên quan đến ngành xây dựng nữa là cổ phiếu Đạt Phương, DPG. Thì đối với Đạt Phương cũng là một doanh nghiệp, các anh chị cũng có thể tự tìm hiểu lấy những cái thông tin của Đạt Phương. Thì đối với Đạt Phương thì Hùng đánh giá ở quanh vùng nền 44.5. Ở vùng nền 44.5 thì các anh chị cũng có thể hoàn toàn tham gia cổ phiếu Đạt Phương ở vùng nền 44.5. Và cho một cái nhịp đầu tư trung và dài hạn thì các anh chị lưu ý cho Hùng ba cái cổ phiếu liên quan đến ngành xây dựng. FCN hiện tại đang tốt lên rồi. FCN đang tốt lên rồi. Và FCN đang có một tuần test lại ở quanh vùng giá đóng cửa là vùng giá 15.8, nhưng Hùng đánh giá là các anh chị hoàn toàn có thể tham gia FCN ở trong nhịp này ở vùng giá 15.5, và chúng ta sẽ mua 1/3 số định mua ở quanh vùng giá 15.5, và chúng ta sẽ chờ khi mà FCN vượt thoát thành công ở cái vùng cản đấy là 16.5, đóng cửa trên vùng giá 16.5 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với FCN.
Và trong nhịp này chúng ta sẽ kỳ vọng SCN về đến đâu thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng SCN sẽ về lại vùng nền 19. Và các anh chị cứ yên tâm rằng là khi một cổ phiếu nó tăng thì nó không chỉ tăng có một phiên hai phiên đâu, nó sẽ tăng 1-2 tuần. Đó thì với SCN hoàn toàn hiện tại các anh chị có thể tham gia cổ phiếu này SCN. KBC. Đối với KBC thì chúng ta cũng không cần phải vội vàng. Nếu như chúng ta xác định một nhịp đầu tư dài hơi đối với cổ phiếu này thì các anh chị lưu tâm Hùng ở vùng giá 12.3. Vùng nền 12.3, Hùng cứ lấy 12.4 đi cho nó dễ. Đó thì các anh chị có thể căn ke ở KBC ở quanh vùng nền 12.4 để chúng ta có thể mở mua 1/3 số định mua và chúng ta sẽ chờ cho KBC có những cái tín hiệu tiếp theo. Thì Hùng đánh giá rằng KBC cũng là một cổ phiếu mà chúng ta đáng cần phải lưu tâm ở trong cái nhịp đánh này. ITA là người anh em của KBC. Và hiện tại thì ITA đã có một cái nhịp giảm về vùng nền cũng khá là thấp. Hùng đánh giá ở ITA ở vùng từ vùng 2.5 đến vùng 2.8. Đây là những cái vùng nền mà ITA sẽ tích lũy. Và các anh chị đối với ITA thì các anh chị cũng hoàn toàn có thể lưu tâm giúp Hùng ở vùng giá 2.65. Ở vùng nền 2.65 này thì chúng ta cũng có thể mở mua và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà mở mua. Thì thường ở những cái điểm mua thăm dò thì chúng ta sẽ mở mua 1/3 số chúng ta định mua và chúng ta sẽ chờ ITA. Khi ITA vượt thoát thành công ở vùng nền 2.8 và sau đó chúng ta sẽ có những cái cản của ITA ở vùng 2.8 và ở vùng giá 3. Và khi ETA vượt cản thành công ở vùng nền giá 3 thì khi đó ETA sẽ bước sang một chân trời mới. Và khi đó thì những cổ phiếu penny của chúng ta sẽ có những mức tăng mà so với các cổ phiếu blue chip thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái mức tăng khi mà cổ phiếu penny chạy thì nó chạy rất là nhanh, rất là mạnh. Thì đó. Thì trên đây thì Hùng đã phân tích toàn bộ tổng quan của thị trường trong tuần tới, cũng như là có một vài các cái mã cổ phiếu và một cái vài nhóm ngành. Hùng Lê khuyến nghị các anh chị những nhóm ngành nào chúng ta nên mua, những nhóm ngành nào thì chúng ta nên bán để chốt lời, để hiện thực hóa lợi nhuận. Và hiện tại thì Hùng đang nhập môn thêm món Forex. Đấy là trong bản tin video thứ 6 tuần trước thì Hùng cũng có nói. Vì vậy nên là Hùng sẽ dành cái bản điểm tin hàng tuần vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì Hùng có thông báo lại một cái lịch đó để cho tất cả các cộng đồng nhà đầu tư, các anh chị nhà đầu tư nắm được cái lịch để chúng ta tiện theo dõi video của Hùng Lê. Nếu các anh chị thấy video của Hùng Lê thực sự là có ích, bổ ích thì các anh chị có thể share cho bạn bè, share cho những người mà đang đầu tư, share cho những anh chị nhà đầu đang đầu tư, với một mong muốn rằng Hùng sẽ mang được một cái phần kiến thức rất là nhỏ bé thôi, rất là nhỏ bé để cung cấp cho cộng đồng nhà đầu tư, giúp cộng đồng nhà đầu tư có thể ổn định tâm lý trong những thời điểm khó khăn và trong những lúc mà thị trường khó khăn, cũng như là khi thị trường ấm lên thì cũng có những cái định hướng để giúp quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta chọn mà ra được những cái mã cổ phiếu, những cái dòng cổ phiếu nó mang tính chất dẫn dắt dòng tiền để chúng ta có thể kịp thời tham gia đầu tư. Và hiện tại thì Hùng đang tương tác với tất cả các anh chị của chúng ta qua kênh trên kênh YouTube chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5-9. Trên fanpage Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như thế, các anh chị có thể đăng ký nhóm. Và trên Zalo thì các anh chị có thể tương tác với Hùng Lê qua số điện thoại 0968279555. Thì đấy là ba kênh mà Hùng đang tương tác với cộng đồng nhà đầu tư để giúp và cung cấp những cái nền tảng kiến thức để cho một cái nền tảng kiến thức mà Hùng nghĩ là nó cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà ít nhiều thì cũng sẽ giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những cái định hướng tốt nhất. Bản điểm tin tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 12 đến đây là hết. Thân ái kính chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các bản tin tiếp theo. Kính chúc toàn thể cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bên người thân. Thân ái một lần nữa.